Hello, chào các bạn đã quay lại với Tofu. Tụi mình sẽ cùng nhau xem những bộ phim hấp dẫn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim về chủ đề khoa học viễn tưởng có tên là Life Guidance, hướng dẫn cuộc sống. Trong tương lai, thế giới là một xã hội chủ nghĩa tư bản hoàn hảo, xã hội minh bạch, con người tự do. Giữa con người với nhau gần như không có sự riêng tư, thậm chí tới hàng xóm của bạn còn biết thu nhập của bạn là bao nhiêu. Hầu hết mọi người trong xã hội đều rất tốt, có biệt thự, xe hơi, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên sẽ luôn có một vài ngoại lệ, những người đó sẽ bị đưa vào tòa thành ngủ say. Gia đình của Alexander là một phần trong giới thượng lưu. Anh có một đứa con đáng yêu cùng cô vợ Anna xinh đẹp, còn có xe thể thao với dinh thự lớn. Bố anh cũng có cuộc sống thoải mái trong việc dưỡng lão. Bình thường bọn họ sẽ tham gia party, ăn uống thả ga. Đặc biệt trong tương lai thì kể cả không quen biết nhau vẫn có thể cùng nhau ngồi xuống tán gẫu, vì bọn họ không có gì phải giấu giếm, xã hội vô cùng trong sạch. Nhưng một hôm có một vị khách không mời mà đến đã thay đổi tất cả, là Gregor. Người này trực thuộc một công ty tư nhân, bọn họ cung cấp hướng dẫn cuộc sống mang tính bắt buộc cho những người thành công như Alexander. Họ cho rằng chỉ khi được hướng dẫn, bọn họ mới có thể xây dựng quan điểm đúng đắn, cùng gia đình có hạnh phúc mỹ mãn. Người hướng dẫn sẽ thông qua nhiều cách thức tiến hành đánh giá về tình trạng của con người. Nếu người bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu hoặc không phối hợp thì sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Tổng cộng có 4 giai đoạn, nếu vẫn không đáp ứng yêu cầu, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Họ sẽ bị đưa vào trong tòa thành ngủ say, nói trắng ra là vào đó để chờ chết. Khi Alexander và con trai đá bóng, Alexander lại không nhường cậu bé chút nào. Đây là cách mà cha con chơi với nhau trong tương lai ư? Bỏ tình cha con qua một bên, quan hệ giữa vợ chồng của họ cũng rất kỳ lạ. Miệng thì nói anh yêu em, nhưng mặt lại không thể hiện chút cảm xúc nào. Hôm nay Gregor lại đến tiếp. Alexander đóng cửa bảo anh ta cút đi. Câu nói tôi chưa từng gặp gia đình nào yêu thương nhau đến vậy của hắn lại càng khiến anh tức giận hơn nữa. Không ngờ Gregor lại tặng con trai một món đồ chơi biết nói. Tôi đã thấy thành tựu của bạn, tất cả thành tựu của Alexander đều được công khai. Mọi người đều biết thì tại sao còn phải làm vậy? Anh muốn dừng cái hướng dẫn cuộc sống vô vị này, nhưng muốn dừng lại thì phải đánh giá xem tình trạng hiện tại của anh có cần hướng dẫn hay không. Một ông chú đến nhà Alexander rồi đặt những câu hỏi không có liên quan. Sau đó, ông để anh chờ đợi kết quả. Trước khi kết quả được đưa ra, Alexander không thể từ chối những việc mà Gregor sắp xếp, càng không được từ chối gặp mặt. Anh trong lòng buồn bã nên trên đường về nhà, anh không thèm nghe hướng dẫn chỉ đường, trực tiếp lái thẳng đến khu hạn chế, cũng là vị trí của tòa thành ngủ say. Những người ở đây không hề có sức sống, có thể nói là bọn họ đều đã già rồi nên mới bị vứt vào đây. Sau đó, anh vào trong một quán ăn, chỗ này khác hoàn toàn với nơi anh sinh sống. Lúc chuẩn bị rời đi, anh gặp một lão già đưa cho anh một tờ giấy viết. Anh đang tìm đường ra sao? Đúng là anh đang tìm đường ra. Anh muốn thoát khỏi nơi này, cũng có thể nói là muốn thoát khỏi chế độ xã hội này. Anh đã quá chán nản rồi, nhưng liệu có thoát được không? Rất nhanh đã có kết quả đánh giá của Alexander. Đại khái là tình trạng của anh rất gay go, cần phải hướng dẫn mới trở lại cuộc sống bình thường. Đột nhiên anh nghĩ, rốt cuộc thì hướng dẫn cuộc sống thuộc về công ty nào? Anh biết một khi xuất hiện vấn đề thì tất cả đều sẽ bị cưỡng ép hướng dẫn. Alexander bàn bạc với vợ, có lẽ mình có thể giả vờ phối hợp với bọn họ. Nhưng lúc bọn họ chơi đùa bên hồ, Gregor cũng ở bên nhìn chằm chằm. Có phải khi hai vợ chồng ngủ cùng nhau, anh cũng phải ở cạnh để được hướng dẫn không? Vậy có khác gì cho anh một bạt tai đâu? Hôm nay có một đồng nghiệp trong công ty đến nhà do sai sót trong công việc, cộng thêm việc đánh giá không đạt đã khiến ông ta rơi vào cảnh thất nghiệp. Bởi vì không có sự riêng tư nên làm sai thì rất dễ bị biết. Bản thân ông cũng không còn trẻ gì, thế là bị đưa vào tòa thành ngủ say. Tất cả phúc lợi của ông đều bị tước bỏ. Không ai mong muốn cuộc sống như thế này cả. Alexander cũng bị không ít đồng nghiệp xa lánh vì chuyện đánh giá gần đây. Bình thường những đồng nghiệp này nhìn có vẻ thân thiết với bạn, nhưng một khi phát hiện điều bất ổn liền trở nên xa cách ngay. Việc này càng khiến anh ghét Richard hơn nên đã chuẩn bị lén đi theo anh ta. Đi một mạch qua vài hộ gia đình, cuối cùng Alexander dừng lại cạnh một căn nhà. Cho Richard rời đi, anh mới gõ cửa vào trong để hỏi xem Richard làm cách nào để hướng dẫn cuộc sống của họ. Nhưng trong nhà chỉ có một người phụ nữ. Ban đầu cô cùng chồng kinh doanh một công ty, cô còn phát minh ra cả đường sắt tàu hỏa. Nhưng không những bị chồng cướp mất thành quả, hai người còn ly hôn khiến cô mất tất cả. Cô cũng không thể tiếp tục công việc như thường. Hiện tại thứ bậc hướng dẫn của cô là 4, cũng là mức tệ nhất. Sau khi tạm biệt cô ta, Alexander lượn một vòng ở gần đây đến một nhà thờ. Không lâu sau, anh lại đi tìm người phụ nữ đó và biết được địa chỉ công ty hướng dẫn cuộc sống từ cô. Anh lái xe đến đó một mình, muốn gặp giám đốc của công ty.
đợi rất lâu tổng giám đốc mới xuống. Anh nghĩ người trước mặt không phải là Trùm Cuối. Kỳ lạ hơn là Grigor cũng ở đó. Vì không chịu phối hợp nên những người xung quanh anh cũng bị trừng phạt. Lúc đầu cuộc sống của bố Alexander vẫn rất tốt, nhưng bây giờ lại bị nhốt trong một chiếc lồng. Ông bố lúc này cũng đã trở thành một kẻ điên. Người ở những chỗ anh thường đến đều biến mất, dù là người phụ nữ kia hay là cha xứ. Kể cả những người lang thang trong tòa thành ngủ say cũng biến đi đâu mất. Bây giờ luôn có người theo dõi mọi hành động của anh, khiến anh hoàn toàn không còn tự do. Richard tìm thấy anh, nói sẽ đưa anh đến một nơi mà chỗ này lại giống một rạp chiếu phim. Sau đó bọn họ cho anh xem một đoạn phim. Alexander nhìn thấy bản thân ngồi trên một chiếc xe bị đưa đến một nơi không biết tên. Dùng bữa xong thì anh đi dạo đến một bộ lạc. Hình như anh đến để giải cứu những người này. Bên trong túi của anh toàn là tiền. Tiền thật sự có tác dụng ở nơi như thế này sao? Anh quay lại nhà người phụ nữ lần nữa thì tìm thấy xác cô ta trong nhà xe. Alexander đến cục cảnh sát khai báo, nói ra tất cả những chuyện mà mình phát hiện được. Anh nói ban đầu công ty hướng dẫn cuộc sống xây dựng quan hệ tốt đẹp với một gia đình, rồi dần dần khống chế gia đình đó, thậm chí còn tạo cho mỗi người một bộ phim, phơi bày dục vọng và nỗi sợ lớn nhất của người đó. Nhưng cảnh sát nói công ty hướng dẫn cuộc sống là cơ quan tư nhân nên không thể can thiệp. Anh định lẻn vào nội bộ công ty tìm kiếm tài liệu phạm tội của bọn họ. Anh đánh ngất một nhân viên công tác, lấy đi thẻ nhân viên của anh ta vào công ty. Đó là một công ty rất lớn, có phòng kiểu mẫu, phòng giám sát và cả kho dữ liệu khổng lồ. Trong đây lưu trữ tư liệu của mỗi người. Xem những đoạn băng đó, anh nhìn thấy dục vọng cùng những thứ mà người khác sợ hãi. Ví dụ như người phụ nữ kia mong muốn trong lòng cô là có hai đứa con. Tiếc rằng có những thứ cô không có thể nào thực hiện. Còn đĩa băng của anh thì sao? Hình ảnh hiện lên chính là một nhà bốn người. Anh lại có thêm một em bé đáng yêu ư? Nhưng nếu đây là việc tốt thì anh đã sinh từ lâu rồi. Đây có thể là nỗi sợ của anh. Không sai, điều anh sợ hãi là con trai và vợ trở nên máu lạnh vô tình rồi vứt bỏ đứa bé đó. Vì anh trộm băng đĩa tư liệu nên bị người của công ty chạy đến bắt. Cũng may là tình trạng của anh chưa tụt xuống mức 4, chứ nếu không anh sẽ phải rời xa vợ con và bị đưa thẳng vào trong tòa thành ngủ say. Một lần Alexander quay về nhà, đúng lúc Anna ra ngoài và để quên một cuốn sổ ghi chép quan trọng ở nhà. Anh quay về đã thấy nó và đọc được tất cả. Hóa ra Anna là nhân viên hướng dẫn do công ty hướng dẫn cuộc sống cửa đến. Anh hoàn toàn suy sụp không biết phải làm thế nào, đành đi dạo một mình trên đường. Anh đến một tiệm mì và gặp một người phụ nữ, sau đó được cô dẫn về nhà. Người phụ nữ nói mình đã kết hôn 28 lần, nhưng anh không hề có ý định gì với cô cả. Anh chỉ muốn trốn ở đây một đêm. Hôm sau anh nhận được tin bố anh đã qua đời. Vì sao đang sống tốt mà đột nhiên ông lại qua đời? Cả tang lễ chỉ có một mình anh. Anh cảm thấy tức giận, bất lực và tuyệt vọng vì không thể tìm ra được sự thật. Anh cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm thấy người đứng sau công ty hướng dẫn cuộc sống. Nhưng những người này lại chế giễu anh. Họ nói anh đã đạt được những gì mình muốn. Ăn no, mặc ấm, có người vợ và đứa con xinh đẹp. Ở biệt thự, tiền lương hưu hậu hĩnh, rồi thì muốn gì nữa? Ông chú đứng đầu nói anh đừng có ghét hệ thống này vì có rất nhiều người giống như anh đang vận hành nó. Chúng ta đang sống trong một thời đại rất thú vị. Nghe xong những lời đó, Alexander liền rời đi. Trên đường về nhà, anh bắt gặp Richard. Anh xả hết cơn giận của mình lên người anh ta. Nhưng dù Alexander đi đến đâu thì cũng luôn có người ở gần anh, biết được những chuyện anh đã làm hay nơi anh đến. Lẽ nào đây chính là xã hội minh bạch và tự do hay sao? Sau cùng quay về nhà và chấp nhận thỏa hiệp, tiếp nhận hướng dẫn cuộc sống và tất cả lại trở nên tĩnh lặng. Khi Alexander nằm trên giường, nói ba chữ anh yêu em với Anna, người vợ cũng chỉ đáp lại em yêu anh, chứ không phải là em cũng yêu anh. Cuộc sống của họ có còn giống như trước kia không? Bộ phim đến đây là hết. Nội dung của bộ phim đã nghiên cứu về độ minh bạch, xã hội và tự do con người. Một khi cuộc sống bị can thiệp sẽ trở nên vô cùng áp lực. Nếu cuộc sống không có riêng tư thì sẽ trở nên như thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Bye bye!